Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay các bạn cùng mình vào bếp làm cái món rau câu sữa dừa non nha. Món rau câu này khi làm xong thì có màu sắc trông khá bắt mắt. Khi ăn vào thì rau câu của mình dẻo ngon, đặc biệt rất là thơm béo nước cốt dừa và sữa luôn các bạn. Còn những cái miếng dừa non khi ăn vào thì có cái độ sực sực rất ngon và đổ theo cách này thì nhìn cũng khá là lạ mắt nữa. Và để biết cách làm chi tiết thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho món rau câu dừa. Đầu tiên thì mình sử dụng ở đây là một gói bột rau câu con cá dẻo. Gói này là 12 gram nha các bạn. Màu thì mình sẽ sử dụng ở đây màu lá dứa và màu lá cẩm. 100 gram sữa đặc, 150 gram đường cát, 600 ml nước dừa tươi, 400 ml nước cốt dừa. Dừa non thì mình xài ở đây là 300 gram nha. Thì tất cả nguyên liệu này Phúc sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để đổ rau câu thì mình đi ngâm rau câu trước nha. Các bạn cho hết cái gói rau câu con cá dẻo này vào trong nồi. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây từ 2 cho tới 3 muỗng đường. Cho vào rồi thì mình trộn đều lại. Trộn xong thì mình cho hết nước dừa tươi vô. Và các bạn hòa tan ra. Và khi mình đã hòa tan xong thì mình ngâm rau câu trong vòng là 30 phút. Và trong thời gian mình đợi rau câu nở thì mình sẽ đi cắt dừa non. Các bạn cắt ra thành những cái miếng mỏng nè. Cắt xong thì mình cho hết vào trong tô. Dừa non mình cắt sợi rồi thì các bạn cho hết cái số đường cát vào. Cho vào rồi thì trộn đều lại. Mình cũng để một lúc để cho đường tan hết. Và đây là tô dừa non mình đã trộn với đường này các bạn, lúc này thì ra nước rất là nhiều nha. Và cái nồi rau câu mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi, mình chuẩn bị đem đi nấu luôn. Sau 30 phút thì cái nồi rau câu của mình nở đặt lại như vậy nè các bạn, mình đặt lên trên bếp rồi các bạn mở bếp lên, mình khuấy một hồi cho rau câu loãng ra. Và nồi rau câu mình khuấy được một lúc thì cũng đã loãng ra rồi các bạn. Lúc này thì mình cho hết dừa non vô. Mình ngâm với đường á, thì ra nước rất là nhiều. Cho vào hết thì mình trộn đều lại. Và từ từ cũng cho hết nước cốt dừa vào luôn. Cho vào thì bạn chưa cặn lại nha. Sau đó thì mình khuấy lại cho đều với nhau. Vì rau câu dẻo này thì mình nấu rất là nhanh đặc các bạn. Nên là mình sẽ pha trực tiếp ở trên bếp luôn. Cho vào hết thì bây giờ mình khuấy như chỗ rau câu này tan ra. Rau câu thì mình cũng đã nấu cho tan hết đây nè các bạn. Lúc này thì cũng đã sôi lên. Các bạn hạ lửa nhỏ nha. Và mình nấu thêm tầm khoảng 2 phút nữa. Rau câu mình đã nấu được 2 phút rồi các bạn, lúc này thì mình cho hết 100 g sữa đặc vô. Cho vào rồi thì mình cũng hòa tan ra luôn. Sữa đặc thì mình cũng đã hòa tan hết, bây giờ mình chia rau câu ra nha. Mình múc ra 2 chén để mình pha hai màu lá dứa và lá cẩm, số còn lại thì mình sẽ để trong nồi. Mình pha cái màu lá cẩm trước nha các bạn. Cho vào rồi thì mình đảo đều lên. Màu chưa đẹp thì mình cho thêm.
Tương tự thì cũng pha với cái màu lá dứa. Tại vì rau câu dẻo này mình đổ rất là nhanh đặc các bạn, nên là khi làm mình cần nhanh tay chút xíu. Và để đổ rau câu thì mình sử dụng ở đây là một cái khuôn hình chữ nhật lớn này các bạn. Mình cho cái phần rau câu màu trắng này vào trước nha. Màu trắng mình cho vào xong thì các bạn cũng cho cái màu lá cẩm vào. Mình đổ sơn thủy cũng giống như là rau câu giòn vậy. Tiếp theo thì mình làm tới cái màu lá dứa này các bạn. Mình cho vô từ từ. Lá cẩm và lá dứa mình cho vào xong thì tiếp theo mình múc cái màu trắng sữa mình cho lên nha các bạn. Và rau câu dừa ba màu thì mình cũng đã đổ xong rồi này các bạn. Bây giờ mình để qua bên cho rau câu đặc lại. Và ổ rau câu thì mình cũng đã để cho đông cứng lại rồi. Bây giờ thì mình cắt ra nha. Mình cắt ra làm hai thì một lát nữa sẽ dễ dàng lấy ra hơn. Rồi bây giờ mình dở cái miếng rau câu lên các bạn. Mình cho ra ngoài đĩa và chuẩn bị cắt nha. Bây giờ mình cắt ra thành những cái miếng dài, một lát nữa thì mình cắt lại thành những cái miếng nhỏ vừa ăn. Và đây là rau câu ở bên trong này các bạn. Dừa non mà mình pha chung với sữa đó thì rất là béo. Tuy là mình sẽ không nhìn rõ như là mình đổ rau câu trong thôi. Và những miếng rau câu này bây giờ thì mình sẽ chấn xéo lại. Cắt xong thì một lát nữa mình bày ra ngoài đĩa nha. Rau câu sữa dừa thì mình cũng đã cắt ra xong hết rồi và cũng đã bày ra đĩa. Màu sắc thì trông khá là đẹp mắt nha các bạn. Và đây là cái phần rau câu của mình nè. Cái này ăn ngon hơn khi mình cho vào trong tủ lạnh nha. Rồi thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức món rau câu này với mình. Và rau câu khi ăn vào thì có cái độ dẻo rất là ngon các bạn, độ ngọt cũng vừa phải nữa. Đặc biệt là nước cốt dừa mình cho vô với sữa đó, rất là béo luôn nha. Màu sắc thì cũng khá đẹp mắt, còn những cái miếng dừa này các bạn ăn vừa thơm mà lại sực sực rất ngon. Và như vậy là Phúc cũng đã chia sẻ xong tới mọi người cách làm món rau câu sữa dừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.